My love, within this pearl, I will always be with you. Whenever you are lonely, whenever it seems I'm too far away, should anything ever happen to me, know that I am within this pearl, next to your heart forever. Love, Sean. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, công ty Kim Hoàng Galatia là một công ty do người Việt thành lập trên nước Mỹ với rất nhiều sản phẩm đã được giới tiêu thụ Kim Hoàng ở thị trường Mỹ yêu thích cũng như là nhiều giải thưởng trong ngành Kim Hoàng. Từ đầu năm nay, năm 2015, công ty đã đưa ra một loạt sản phẩm mang tên Momento, tạm dịch là khoảnh khắc, với những công năng rất độc đáo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với họa sĩ, nhà thiết kế Chí Huỳnh, cũng chính là người sáng lập công ty này, với rất nhiều chi tiết thú vị về sản phẩm Momento. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Xin kính chào họa sĩ Chí Huỳnh. Dạ, kính chào quý vị. Sản phẩm được tìm hiểu qua sơ sơ thì rất là thú vị, từ cái ý nghĩa của nó cho tới cái kỹ thuật sử dụng nó. Họa sĩ có thể cho biết là cái sản phẩm nó đã được ra đời như thế nào, trong cái hoàn cảnh như thế nào và phát triển ra sao? Cái tên của cái món vật này nó kêu là Momento, có nghĩa là một giây phút đẹp của cuộc đời. Thì thí dụ như anh nghĩ, thí dụ như cha anh hồi xưa, ổng cho mình một cái đồng hồ, ổng mất đi rồi, ổng có để lại cái đồng hồ nha. Thì cái đồng hồ này á, nó không có xài được nữa, nó cũ rồi, nhưng mà mình rất là quý nó, tại vì mỗi lần mình cầm tới cái đồng hồ này thì mình nhớ lại kỷ niệm của cha mình, đúng không? Thì anh thấy cái món vật đó, nếu mà nó nói luôn những lời ăn tiếng nói của cha mình dạy mình như thế nào thì anh nghĩ nó sẽ đẹp hơn nữa, hay hơn nữa. Thì anh nghĩ nếu mình có thể làm được một cái nữ trang mà có thể nào giữ được tiếng nói, hình ảnh của cuộc đời mình để mình giữ nó lại, hay là những cái đẹp của con mình, vợ mình, người yêu của mình vào đó, rồi mình sẽ mang nó vào người và giữ nó riêng tư cá nhân của mình suốt đời. Rồi sau này nó giống như là một cái máy giữ lại thời gian đẹp của cuộc đời. Thì anh thấy nó sẽ hay hơn là một cái món vật chỉ tưởng tượng người tặng cho mình thôi. Do vậy mà anh đã nghĩ ra cái sản phẩm Momento, khoảnh khắc này. Từ ý tưởng như vậy cho tới cái thực tế đưa ra sản phẩm thì nó phải áp dụng vào những cái vấn đề kỹ thuật như thế nào? Anh cũng mất đồng khoảng 2 năm để làm ra cái việc đó. Tại vì cái technology này, nó thật ra nó đơn giản gì? Nó là cái NFC technology. NFC technology là Near Field Communication. Nó chẳng khác gì là một cái máy computer nhỏ. Cái máy computer này nó rất là nhỏ. Mình bỏ nó vào một viên ngọc trai, một đá quý hay là một nhẫn cưới. Cái máy computer này nó nằm ở đó, nó chẳng khác gì giống như cái điện thoại của em hay là máy thâu âm của em thôi, nhưng mà nó rất là nhỏ. Mà đặc biệt cái nha, nó không cần pin mà nó chạy được. Làm sao chạy được? Đấy, thì nó near field, có nghĩa là khi em để cái điện thoại của em nó có điện nha, thì cái sóng điện đó nó chuyển qua cái con chip đó, nó làm con chip đó thức dậy rồi gửi những tài liệu mà em đã thâu vào, rồi nó trò chuyện với cái máy điện thoại em. Dĩ nhiên em phải làm một cái app nha. Cái app đó nó riêng tư của hãng mình để giúp cho cái điện thoại với
cái nữ trang của mình nó được trò chuyện với nhau. Như vậy có thể nói một cách tóm lại là đó là một sản phẩm nữ trang mà bên trong có một con chip, con máy computer, nó thật là như vậy, computer chỉ nhỏ thôi, trong cái món nữ trang đó. Đúng. Rồi người ta có thể mở những cái dữ liệu hoặc là người ta có thể đưa những dữ giống liệu như cái máy computer của Lân vậy thôi đấy, và nhưng mà nó nằm ở trong cái nhận cứ của em, nó là chỗ đấy, và người ta sẽ nhìn thấy được khi mỗi khi người ta muốn, khi mà người ta mở điện thoại ra để cho cái món nữ trang đó tiếp xúc với lại không cần mở ra. Đặc biệt là cái chỗ này nhá, em thí dụ em muốn coi hình trong điện thoại em phải mở lên em đi tìm này, không em chỉ có cầm cái điện thoại em đụng vào là tự nhiên nó làm cái điện thoại em thức dậy, rồi những gì mà em thâu vào nó sẽ nổi lên. Nghe tả thì rất là thú vị, chúng ta cần phải xem họa sĩ nhà thiết kế chắc phải mình, thế làm thử cho nó xem như thế nào. Anh có thể cho khán giả xem sản phẩm này nó hoạt động như thế nào. Ok, rồi đây là cái điện thoại ha, cái trong đây nó có cái app của cái hãng của anh. Okay. Bây giờ anh cho em coi, anh đã có tài liệu ở trong này rồi ha, nó có tài liệu thí dụ như hình của con anh ngày đầu tiên nó biết nói 3333 ha, bản nhạc của vợ anh đám cưới với anh, những tài liệu đẹp mỗi ngày anh thâu nó vào đây. Dạ, hôm nay anh có đặc biệt tặng cho người Việt Nam dòm nhá. Anh không cần mở bản nhạc lên, bản nhạc đó anh đã thâu nó vào trong cái chiếc cây gá này. Khi anh đụng vào cái điện thoại anh là nó sẽ hát lên. Đấy, thì cái điện thoại này á, nếu mà không có cái loa thì nó sẽ tự phát ra từ cái điện thoại, nhưng mà có cái loa thì nó sẽ phát từ cái loa luôn, cho nên mình hát nhạc có thể là to lên. Thí dụ như bây giờ em bước vào xe, em đụng cái này một cái thì cái xe của em nó tự nhiên nó hát nhạc, em không cần phải mở lên gì hết. À, đặc biệt thí dụ như nếu mà anh mà là nhà anh là ca sĩ đi thì anh không cần bán CD nữa, anh chỉ có đụng vào cái chiếc nhẫn là nó sẽ hát lên những bản nhạc của em luôn. Và ngoài ra thì không chỉ những bản nhạc mà những hình ảnh hoặc là những đoạn phim có thể được phát lên trên cái phone. Mình thử thâu một cái nhá, giờ thâu một cái để cho mọi người thấy là nó như thế nào. Bây giờ đây là cái app của anh nhá. Thì ở đây ha, nó có cái đây là thâu tiếng, thâu hình, cái link, thác. Bây giờ mình có thể là thâu tiếng trước cái đi ha. Thì bây giờ ở đây Lân nói cái gì đi. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bồ Sa TV. Xin chào, thâu Lân. Name file sau. Save. Nó kêu mình đụng vào đây để nó thâu qua nhá. Khi mình đụng vào đó, nó nói là kỷ niệm đã xong rồi, thì bây giờ hết chuyện xong. Bây giờ nếu lần sau anh đi về anh không gặp em nữa, anh muốn nhớ lại kỷ niệm mình thì xin chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bồ Sa TV. Chào. Đơn giản gọn ghẽ đó. Thì nếu mà mình có thể là gửi cho người yêu nói anh yêu em à, rồi cái khi người yêu buồn hay là nhớ mình thì cô đơn trên giường có thể là mở lên nghe, chứ Lân biết mình đàn ông không có thích nói anh yêu em nhiều quá, nó kỳ đúng không, nhưng mà mấy cô lại muốn nghe những lời nói đó, thì đây là những cái cơ hội để giữ lại những tiếng nói đó. Chứ có khi mấy cô ưa than phiền nói anh không nói anh yêu em nhiều đấy, thì anh ấy cái đây là cái cơ hội để mình gửi những lời ăn tiếng nói đẹp, kỷ niệm đẹp cho những người thân để tiếp tục nghe lại cái đẹp mình muốn gửi. Như vậy là với cái kỹ thuật này, với cái sản phẩm này thì những món kim hoàng, những món nữ trang từ xưa đến nay chỉ là những món nữ trang đơn thuần, giờ đây trở nên sống động hơn với cái kỹ thuật, với cái sản phẩm Memento nằm bên trong. Dạ, hồi xưa đến giờ. Vậy thì cái sản phẩm này nó ngoài cái nhẫn như anh đang sử dụng thì nó có thể áp dụng được cho nhiều cái loại nữ trang khác. Đúng, ngọc trai nè, cẩm thạch nè, nói chung là tất cả những cái vật gì em đeo
anh bỏ vào được hết. À, đến nỗi tất cả những món vật ở trên thế gian này mà em sản xuất, anh có thể làm cho nó interact, tiếng Việt mình là sao? Interact là sao? Tương tác đó. Tương tác ha, tương tác với cái app này. Kỹ thuật này nghe nó cũng rất là mới mẻ. Phải chăng đây là cái kỹ thuật mà do chính anh phát minh và được cái bằng phát minh riêng của anh, hay là ai cũng có thể sản xuất những cái việc này? Cái technology này nó không có mới, nó có 50 năm rồi. À, Sony cũng có rồi. Anh thật cái anh gọi luôn Sony để làm cái những cái con chip này cho anh, nó làm không được tại vì cái mà anh đòi hỏi nó quá nhỏ để bỏ vào những cái món vật anh làm thì nó quá nhỏ. Người ta làm bằng nó rất to, đâu không có xài vô cái jewelry được, thì anh develop những cái con chip đặc biệt riêng cho cái hãng mình. À, dưới hồi xưa tới giờ cái này là người ta chỉ có develop nó để kêu là trigger, có nghĩa là để cho những cái máy computer nó khởi động để nó làm thức dậy, rồi nó có thể là thí dụ như em qua Nhật đó, thì em đi vô xe bus đó, thì em có cái cạc em đụng vô nó làm cái beep một cái để cho em đi vô xe bus, nó chỉ có làm những cái việc đó thôi. Ví dụ em đi lại hotel, đúng không, em có đi hotel, nó có cho em cái cạc, em vô cái hotel, em đụng vô cái cửa, cái nó làm cái beep nó mở, nó là cái đó đó, nó là một cái máy computer nhỏ, nhưng mà người ta chỉ có design nó để làm cái việc đó thôi. Hồi xưa tới giờ đó, người ta không có làm gì khác, nhưng mà người ta chỉ có biết áp dụng như thế. Thì anh là cái người đầu tiên mà làm nó và cái vật mà mình xài trò chuyện với nhau được, rồi người mình có thể thâu giữ lại những kỷ niệm trong cái vật đó. À, thì cái app của anh nó là rất là đặc biệt. Và cái thứ hai đặc biệt mà anh patent nó là hồi xưa đến giờ không ai bỏ nó vào kim loại hay nữ trang được, tại vì em chỉ có bỏ vào những cái vật mà nó không có kim loại em mới bỏ được thôi, tại vì nó em cần điện để nó đi vào, mà khi có kim loại thì điện không đi vào được. Nhưng anh có cách để nghiên cứu để làm được nó, tại vì anh cũng tò mò, anh cũng thích đọc những tài liệu xưa về phát minh của những người giỏi, tại anh cũng thích phát minh này kia, cho nên anh coi thí dụ như Faraday, Tesla, anh cũng có nghiên cứu mấy cái đó hồi xưa, thành ra anh cũng chẳng biết xài làm gì, nhưng bây giờ thì nó lại tốt, thì khi mình làm những việc gì thì mình nhớ lại những cái phát minh của mấy ông mình áp dụng vào. Vậy phải chăng là cái kỹ thuật này hiện nay công ty độc quyền, mà các công ty kim hoàng sản xuất kim hoàng nữ trang khác không được sản xuất những sản phẩm tương tự như vậy? À, không được quyền xài cái kỹ thuật này. Nếu mà nó có làm, em nghĩ nó cũng làm những cái món vật mà không có kim loại thôi, chứ làm kim loại nó không làm được. Chỉ có anh có kỹ thuật làm cái này với cái app của anh rất là đặc biệt. Cả thời gian nếu mà em không có app của anh và anh không có kỹ thuật của anh thì em làm thì chắc nó chỉ có không trò chuyện được. Nó có thể là giống như nói nãy, nó chỉ có quay cấp ngay, nó cái beep ngay hồi, chứ nó không có làm gì khác được. Giống như cái app của anh với cái kỹ thuật của anh. Thì anh là cái người đầu tiên trên thế giới làm cái việc này. Hiện nay thì cái sản phẩm này đã được đưa ra thị trường, như anh cho biết là từ đầu năm. Cho tới nay thì thị trường người tiêu thụ kim hoàng ở Mỹ này họ đón nhận cái sản phẩm như thế nào thưa anh? Ồ trời, cái này khi mà anh mới ra đài số 9, số 11, số 2 đã tới hãng anh thâu, nó nói cái này giống như là những món vật của James Bond xài chưa bao giờ có. Thì anh ra thì rất nhiều người thích. Anh đi qua bên Nhật cũng vậy, được ca sĩ mê chê. À, ca sĩ mê chê chọn cái món này làm cái món quà ở show để được nhận phần thưởng là cái món quà của anh á. Món jewelry của cô đeo đó, đụng vào thì cổ hát cái bản Disney của Snow, Frozen, cái bản của Frozen, nó mê chê là hát bản Frozen của Disney, thì mình có bỏ cái đó vào cho cổ đeo. Thì nói chung người Nhật nó cũng phỏng vấn, nó cũng tiếp thụ rất là tốt, nhất là Nhật, tại vì Nhật nó hiểu về cái kỹ thuật này. Nó sống về cái kỹ thuật này, đi đâu thí dụ em trả tiền nào này kia em cũng xài kỹ thuật này, thì nói chung là nó dễ hiểu. Thì ai thấy cái này thì thấy nó rất kinh dị, người ta rất là thích, tại vì nó đơn giản như thế này. Em mua một món đồ hồi xưa tới giờ nó đẹp em đeo, đúng không, nó giá cả của mình nhiêu đó, thì bây giờ có món vật em mua nó đẹp em đeo mà nó trò chuyện với em được, em thâu lại được, em giữ được kỷ niệm, thì em mua cái món bình thường làm gì? Giữ được kỷ niệm mà còn chia sẻ những kỷ niệm đó với những người thân của mình. Đúng, thí dụ nào vậy, thí dụ nha em ơi, anh bây giờ thí dụ mình cho nó các cô đài thử đi nha. Bây giờ thí dụ như em anh gặp một người cô gái anh yêu, anh sẽ mua món vật này, anh nói anh yêu em ha, tặng cho cô đó, sau đó cô đó sẽ làm vợ mình sẽ đứng trước chùa ha,
hay là nhà thờ, rồi hứa hẹn sẽ yêu suốt đời, giữa tốt giữa xấu cả cuộc đời mình sẽ yêu nhau. Thâu vào đó, sanh ra con ngày đầu tiên, thâu vào đó. Con biết lớn lên, nói thưa ba, thâu vào đó. Đi học, ra trường, thâu vào đó. Con mình, đám cưới, thâu vào đó. Rồi ngày đó, mình 80 tuổi, mình gặp lại con, đúng không? Mình đưa cái chiếc cây á này, hay là một cái mặt dây chuyền, nói con, tất cả cuộc đời của con ở đây. Thì anh chị thấy nó rất là đẹp, đúng không? Tại vì mình đây là mình đem cả kỷ niệm, cả cuộc đời của con mình và mình bỏ nó vào món vật, rồi giữ nó lại suốt đời. Cho nên anh thấy cái này nó hay, không phải là bây giờ mà cái giá trị của nó 50 năm nữa em mới hiểu được giá trị của nó, rất là quý, rất là quý. Nó là một món vật quý nhất cả đời. Được biết là cái sản phẩm nó rất độc đáo, cho nên là công ty Galatia đã có một cái hợp đồng với lại công ty của tỷ phú Warren Buffett. Warren Buffett. Yeah, Warren. Anh có thể nói về cái hợp đồng rất là lớn. Thì anh biết, Lân cũng biết mà, người Mỹ nó hay lắm. Nó biết cái gì mà mới, mà tốt, nó đi tìm. Đã. Thì anh là cái người đầu tiên có cái patent để làm về jewelry mà bỏ vô vàng bạc, mà xài được, mà trò chuyện với cái điện thoại được. Thì không ai được quyền làm cái này, chỉ có anh thôi. Thì Warren Buffett ông có nhiều hãng lắm, ông hàng vàng bạc, hãng đủ thứ hãng. Thì ông có cái division đó là chuyên môn về vàng bạc. Thì anh cho ông thuê cái license để ông được quyền sản xuất cái này, và mình có thể sản xuất cho ông để ông bán. Thì cái câu chuyện mà làm sao mà hai bên có thể gặp được nhau, anh có thể chia sẻ. Thì nói chung là anh biết, Lân cũng biết mà, anh trong cái ngành nghề nữ trang ở bên Mỹ thì anh cũng nói chung là cũng nổi tiếng, đúng không? Ai cũng biết cái gì mới là anh Chí thì thường thường là cái người chế đồ mới nhất cái trong thị trường kim hoàn này, thì thường ai cũng để ý tới Chí làm cái chuyện gì sắp tới đây. Thì khi người ta biết anh làm cái đó thì có báo không biết tìm tới thôi. Với anh, hãng đó cũng đã từng làm việc với anh rồi, cũng đã mua đồ, nhưng mà cái này thì ổng muốn license luôn, là anh chỉ có cho một mình ổng được quyền làm cái này với anh ở trên thế giới. Hiện nay thì anh với ổng thôi, không được ai khác làm. Hiện nay thì đã ở giai đoạn nào? Đã ký contract xong rồi, và cũng những người đó cũng về Việt Nam, CEO, CFO, tất cả mọi người tới Việt Nam để tham quan hãng anh, để hợp tác với anh để làm việc này. Thì anh chỉ nghĩ khoảng chừng 8 tháng nữa thì bên hãng của Warren Buffett sẽ chào hàng và bán những món vật này. Anh Chí Huỳnh vừa mới chia sẻ là nhóm tổng giám đốc của công ty Kim Hoàn của tỷ phú Warren Buffett đã cùng với anh đi về Việt Nam để mà xem xét tham quan hãng sản xuất Kim Hoàn của Galatia ở Việt Nam. Là một cái hãng nằm ở miền Tây thì phải thôi. Ở Sóc Trăng, Mỹ Hương, trong quê. Nếu mà người xem người ta cảm thấy thích, người ta có làm sao có thể tìm mua mấy cái này? Đi phải đi tìm tới những cái tiệm, hay là tới cái trang nhà của công ty, hay là như thế nào? Và đặc biệt những công ty, những doanh nhân khác, nếu mà họ có những sản phẩm mà họ muốn kết hợp với cái sản phẩm Momento này, không chỉ là đưa vào Kim Hoàn mà có thể đưa vào những sản phẩm khác nữa, thì còn có cái cơ hội để kết hợp hay không thôi, hay là đã bị độc quyền với lại ông tỷ phú kia rồi? Ông tỷ phú, ông của hãng Warren Buffett, là anh chỉ có cho độc quyền bán cho những hãng nào mà hơn 25 tiệm trở lên, còn những hãng mà dưới 25 tiệm thì của anh. Đây thì nếu mà những công ty nào mà muốn hợp tác với anh để làm việc này thì anh cũng welcome. Tại vì anh đã có cái app này rồi thì em không có phải là bỏ nó vào jewelry không, mà em có thể nó bỏ nó vào con bè, hay là bỏ nó vào cái cuốn sách. Còn hay nhất nữa là em có thể là từ đây sắp tới em không cần bán DVD. Em chỉ có bán một cái logo có cái tên của cái ca sĩ. Thì đụng vào cái logo đó thì hết trơn cái DVD đó, nó vào cái điện thoại, nó play, khỏi cần phải đụng tới iTunes làm gì. Tại vì iTunes em mua về cái cạc em dục bỏ, em đâu xài được, đúng không? Thì cái này đó anh cũng trong cái quá trình đã hợp tác với một hãng để tổ chức luôn mua bán CD qua phương pháp mới. Mình intend to take over iTunes, you know. Tại vì nó giống, nó hồi xưa mình thích mua
cái CD, thí dụ như là muốn tặng cho anh cái CD đi, mà em biết bây giờ đâu có ai xài cái CD nữa, thì em đâu có tặng được. Em không lẽ em cho anh cái cạc để đi download, nó đâu có lịch sự lắm, đúng không? Thì mình có thể là tặng một cái bi nhỏ ha, thì cái bi đó nó nằm ở trong cái hộp, thì có những cái bản nhạc mình ha. Thì anh nghĩ là tương lai cho thầy thì nó sẽ là một cái medium mới cho về âm nhạc luôn, ví dụ như thế. Mỗi sản phẩm sáng chế ra nó cũng giống như là một đứa con tinh thần của cái người sáng chế, mà anh lại là một người nghệ sĩ nữa. Với cái sản phẩm Momento này thì anh mong muốn, cái mong muốn của anh, nó cái đứa con này nó sẽ lớn lên, nó sẽ phát triển như thế nào thưa anh? Đứa con này nó lớn lên phát triển như thế nào? Để anh thử đụng vào chiếc gà gáo của anh, nó sẽ đem đứa con anh lên để nó trò chuyện, để em thử. Rồi mình gọi đứa con ra. Dạ đứa con ha. Dạ đụng vào. I love you a lot. Con của mình. Hả? Giờ thí dụ đi. Em biết không? Anh bảo đảm với em á, em có những cái tài liệu, nếu em có con, tất cả những gì có con, người có con, có những cái thâu lại những cái này, anh biết nó là kỷ niệm đẹp. Nhưng mà anh bảo đảm em không còn biết nó nằm ở đâu trong máy em nữa. Rồi em mất nó luôn. Đúng không? Đây là cái cơ hội để cho mình giữ lại những kiểu đẹp 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 này, để mình giữ nó mãi mãi. À, thì anh thấy nó, ngoài ra nó là một cái món vật đẹp, nhưng mà anh thấy rất là hãnh diện khi mình sáng chế ra được cái này để làm ăn không là một chuyện, nhưng nó có một cái ý nghĩa rất hay đối với anh. Thí dụ như Spinoza là một cái nhà triết lý gia nói, chỉ có emotion là overrule emotion. Ha, thì có nghĩa là chỉ có tư tưởng mình mới di chuyển hay là thay đổi được tư tưởng của mình. Thì thí dụ như khi em mới cưới vợ, em yêu vợ em, nhưng bảo đảm ngày nào em cũng có gậy lộn với vợ em, ha, chửi nhau. Mà khi hai người mà bất đồng ý kiến với nhau rồi á, cái tư tưởng của mình mà nó không hợp với nhau trong thời gian đó, em không có trò chuyện được những người đó. Đúng không? Không có rationalize được nữa, tại vì cái emotion nó khác hơn rồi, đúng không? Thì nếu mà như vậy thì cái món vật này anh hy vọng là nó sẽ giúp người ta những cái việc như thế. Thí dụ như sau này em với em và vợ em cãi nhau, vợ em buồn, đi ra ngoài góc phạt ngồi, cầm lại cái món vật em tặng, đụng vào, nhớ lại ổng hứa ổng yêu mình. Rồi những lời ăn tiếng nói, những kỷ niệm đẹp của cuộc đời, bà nhìn tới, nhớ lại những cái đẹp, thì cái emotion đó nó overrule cái negative emotion. Đó là nó sẽ làm xóa đi những kỷ niệm không tốt của mình. Thì anh nghĩ cái đó nó chẳng khác gì, nó là một cái viên thuốc tinh thần của con người. Anh thấy nó hay cái này. Anh có cái tưởng tượng đẹp là, thí dụ như 50 năm nay có chiêu chiêu người mua cái này, và mỗi người như vậy sẽ giữ hoàn toàn là kỷ niệm đẹp, đâu có ai giữ kỷ niệm xấu, đúng không? Thì anh thấy nó chẳng khác gì là những cái ngôi sao sáng, những tư tưởng đẹp mình mang lại cho cuộc đời và sáng lên cả cuộc đời, thì người ta có thể sống đẹp hơn, tốt hơn, xóa đi những ý tưởng xấu của mình. Thì anh thấy đó, ngoài ra một cái việc làm ăn, nó là một cái vật rất là hay mình mang lại cho cuộc đời. Thì đối với anh, đó là hạnh phúc riêng của mình. Nếu mà chúng ta biết, họa sĩ, nhà thiết kế Chí Huỳnh cũng là một doanh nhân rất thành công trong lĩnh vực nữ trang Kim Hoàng ở Mỹ, thì chúng ta cũng đã nghe được cái sự tưởng tượng của một người nghệ sĩ nằm trong một người doanh nhân nó như thế nào. Cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị, những cái suy nghĩ của anh liên quan tới sản phẩm Momento. Được biết là sắp tới đây, trong tháng 11, sẽ có một cuộc triển lãm của Momento, sản phẩm Momento mang tên là Momento Khoảnh Khắc Giữ Lại, Lưu Lại. Ở ngay trong cộng đồng Việt Nam, để mà giới thiệu cái sản phẩm này tới cộng đồng Việt Nam. Anh có thể nói đôi điều về
cái cuộc triển lãm đó để mọi người có thể tới xem? À, dĩ nhiên cuộc triển lãm này nó sẽ triển lãm những nữ trang của anh, và có luôn tranh ảnh của anh, và có tranh ảnh của Nguyên Khai nè, An Phong nè, Christine nè. Nhưng mà đặc biệt một cái nha, đây là lần đầu tiên trên thế giới mà người Việt Nam mình ha, sẽ làm tranh ảnh trò chuyện với những người khách quan coi. Thì những bức tranh này cũng giống như cái nhẫn anh mới làm thử, người khách có thể tới những bức tranh cầm điện thoại mình lên đụng vào, và người họa sĩ có thể lên điện thoại em giải thích những bức tranh. Hay là thí dụ như mình vẽ một bức tranh của chiếc tàu thì có thể sóng nước chảy lên, hay là bất cứ em muốn bỏ cái gì vào đó. Thì cái triển lãm này là lần đầu tiên ở trên thế giới, cũng giống như hồi xưa nó là Cubism, Impressionism. Đây là giai đoạn đầu tiên, tranh ảnh từ đây sẽ không còn như xưa nữa, nó đã đi qua một khu vực mới. Tranh ảnh sẽ trò chuyện với người coi khi em đụng vào nó. Thì anh thấy đây là một cái chuyện rất thú vị về nghệ thuật và phát minh, về không phải vấn đề này mà nó liên quan tới nghệ thuật và tranh ảnh tương lai sau này. Nếu mà sau này em đi mà gặp những bức tranh đó mà trò chuyện đó đây, thì đó là anh nhớ, em nhớ là nó từ đây ra à, là mình là người Việt Nam đầu tiên trên thế giới đã làm một cái movement mới về nghệ thuật, về tranh ảnh. Mỗi phong trào nghệ thuật xuất hiện đều có một cái tuyên ngôn, một cái ngày xuất hiện như vậy. Như vậy có thể nói là nếu những người đi xem cái triển lãm Momento, khoảnh khắc giữ lại này, sẽ là những người chứng kiến cái lần đầu tiên thể loại tranh mà tương tác với lại người xem qua cái kỹ thuật Momento này, với cái sự xuất hiện, với sự đóng góp từ họa sĩ Chí Huỳnh từ công ty Galatia. Có thể đó là một cái xuất hiện lịch sử. Đúng, anh thấy hoàn toàn. Đã chẳng khác gì hồi xưa là em có Cubism, Picasso chế, hay là những cái movement đó, thì ở đây là một cái movement mới. Nhưng mà nó hay cái là từ người, một người Việt Nam của chúng ta và họa sĩ của chúng ta là những người mới nhất trên thế giới để làm việc này. Thì anh nghĩ là hy vọng là nó sẽ mang lại một cái cách mạng tốt. Người ta thường nghe tới nghệ thuật, người ta đã từng nghe những cái phong trào, những cái thể loại nghệ thuật mới xuất phát từ Paris, xuất phát từ Ý, xuất phát về sau này thì những thể loại nghệ thuật xuất phát từ New York hoặc là Los Angeles, với những người châu Âu và những người châu Mỹ. Hy vọng đây chính là cái lần đầu tiên mà người Việt Nam được đặt một cái tuyên ngôn nào đó về cái vấn đề nghệ thuật. Như anh Chí Huỳnh, như họa sĩ Chí Huỳnh vừa mới nói, có thể trong tương lai khi chúng ta đi xem tranh, đi xem ảnh ở đâu đó mà thấy được cái sự tương tác giữa người xem và bức tranh như vậy, với những cái có thể nói là những cái hidden message, những cái thông điệp mà họa sĩ giấu ngầm ở đâu đó trong tranh mà người ta có thể khám phá ra bằng chiếc phone, thì chúng ta nghĩ được rằng đó là lần đầu tiên người Việt Nam đã đưa ra cái thể loại tranh như vậy. Đúng vậy. Và người chắc xem kỳ này đi xem sẽ được chứng kiến cái giây phút lịch sử đó. Đúng vậy, không cần phải coi không nữa mà đi qua một cái giác quan mới. Và cũng được thử nghiệm những cái kỹ thuật, những cái kim hoàng, những cái nữ trang Momento luôn. Đúng vậy, vừa kim hoàng và tranh ảnh luôn. Rất vui. Như vậy thì cuộc triển lãm rất là độc đáo này, khó mà có thể bỏ qua. Anh cuối cùng thì anh cho một cái lời chia tay và hẹn gặp lại những người xem, những người mê thích kim hoàng của anh vào cái cuộc triển lãm lần này thôi. Chí Huỳnh xin kính mời tất cả anh em tới để gặp gỡ nhau và giữ lại kỷ niệm đẹp. Anh có một chút xíu nhắn là như thế này. Mình sinh ra chẳng khác gì là một bộ nhớ. Không có nhớ thì mình không có gì hết. Đúng không? Thì mình có được quyền lựa chọn
những gì đẹp mà nhớ và những gì xấu mà bỏ. Thì đây là những món vật để giữ lại những kỷ niệm đó. Đó là câu chuyện của chúng tôi với họa sĩ, nhà thiết kế Chí Huỳnh, một lần nữa là người sáng lập của công ty Kim Hoàng, rất thành công, rất nổi tiếng của người Việt Nam đã thành lập ở trên nước Mỹ. Đó là công ty Kim Hoàng Galatia, với nhiều sản phẩm đã được yêu thích bởi những người làm, những người yêu thích Kim Hoàng ở Mỹ này, rất nhiều giải thưởng. Phải tìm hiểu kỹ mới thấy được là những cái sự sáng tạo, những cái sự thành công của anh ở trong cái lĩnh vực này. Xin cảm ơn anh Chí Huỳnh rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại anh trong những lần tới, tìm hiểu thêm những cái sản phẩm rất độc đáo của công ty, thưa anh. Cảm ơn, xin kính chào.